Hello, hello. Buối vui lại xin thăng ái cho các bạn. Mình đọc cái comment này của bạn này, mình thấy là rất là hay các bạn. Mình đọc luôn ha. Ở đâu cũng phải làm. Ở Việt Nam nhiều người bán vỉa hè thu nhập cao, bán cháo lòng, mua đất Sài Gòn tiền tỷ ạ. Ờ qua các nước Âu xa xôi lại vất vả không thoải mái, ở Việt Nam vẫn hơn. Ý bạn nói là ở đâu cũng phải làm. Nhiều người bán ở dưới hè mà thu nhập cao, bán cháo lòng mà mua đất tiền tỷ ở Sài Gòn vô đó ở ha. Đi chi nước qua trời Âu xa xôi quá là xa nhà, là xa gia đình vất vả là không thoải mái, ở Việt Nam vẫn hơn mình mình rất là cảm ơn bạn có cái chia sẻ này ha cái này mình nói thật các bạn chúng ta hôm nay chúng ta mình nói cái ý của mình để chúng ta thảo luận về cái vấn đề là uh, như mình để tiêu đề là có nên qua ra nước ngoài uh, qua Âu Châu qua Mỹ qua úc gì đó uh, du học và uh, du học nghề rồi ở lại làm việc hay không hay là chúng ta ở Việt Nam um, Việt Nam <laughs> ở Việt Nam thiếu gì đại gia thiếu gì tỷ phú Tội gì mình phải ra nước ngoài ở xa gia đình rồi nhiều bạn than thở đủ thứ thấy khổ quá bạn ấy thấy là uh, nhiều um, các bạn trẻ qua than quá chắc là bạn ấy sốt ruột uh, Nghĩa là mình bây giờ mình nói các bạn là vấn đề đầu tiên á là các bạn đừng ảo mộng nha <laughs> đừng ảo mộng là ra nước ngoài là thiên đường không có đâu nha uh, hãy xác định cho mình ra nước ngoài là cũng phải làm giống như bạn này nói là rất là đúng nha ở đâu cũng phải làm chứ không phải ra nước ngoài là bạn tự nhiên là bạn Giặt uh, uh, tiền đâu ha mình công nhận là ở nước ngoài chẳng hạn ở đức nè cái an sinh xã hội ở đức rất là cao cao lắm chẳng hạn như là mình nói, nói đơn giản trước mắt là tiền tiền con là bạn có tiền con này. nó cao cái thứ hai á nó an toàn cho mình nó làm mình ở nước ngoài mình ở đức mình nói nước đức hay nha mình nói đức mình nói đức còn ở những nước khác mình không không rõ ví dụ như bạn đau ốm bệnh tật bạn bị tai nạn bạn bị cái gì đó nên là bất cứ cái gì nó làm cho bạn không thể lao động được không thể kiếm tiền được nữa thì chính phủ đức sẽ nuôi bạn suốt đời luôn hoặc là nuôi bạn chữa trị cho bạn đến chịu mọi chi phí hết chữa trị để cho bạn có thể hòa nhập lại thị trường lao động nuôi cho tới giờ lúc đó nghĩa là À, bạn đi làm việc trở lại được thì nhà nước Đức nên là bạn có thu nhập để bạn nuôi sống bản thân bạn thì nhà nước Đức sẽ nuôi bạn cho tới thời điểm đó hoặc là ví dụ như là sau khi chữa trị xong bạn chỉ làm việc được bán thời gian thôi thì nhà nước Đức sẽ tài trợ tiếp cái phần mà uh, bạn còn thiếu đó tức là mình sống ở Đức mình thấy nó an toàn ở chỗ đó Tức là nếu xảy ra cái điều gì chẳng hạn mình đang có con cái mình đang đi học ví dụ bạn có hai ba đứa con ở việt nam mà bạn nhiều người đó mình thấy là trên mạng đưa lên là bị xe đụng cái rồi uh, nằm liệt luôn là vợ con chớ giới rồi phải nuôi nuôi chú ấy uh, không lao động được nữa uh, rồi con cái phải bỏ học phải đi kiếm tiền nhưng mà ở đức thì không có chuyện đó ở đức nếu chẳng hạn như những trường hợp như vậy uh, bị tai nạn lao động hoặc bị tai nạn giao thông bạn nằm một chỗ thì nhà nước đức sẽ nuôi hết toàn bộ các cháu cho các cháu đi học tiếp nuôi hết cả nhà luôn đó, trả tiền nhà nè uh, tiền ăn nè uh, tiền sinh hoạt phí nè tiền bảo hiểm nè uh, y tế nè tiền chữa trị bệnh cho uh, cái người lao động chính nè đó trả hết và nuôi toàn bộ gia đình luôn đó ở nước đức là như vậy đó là hiến pháp của nước đức và chính phủ đức phải thực hiện cái điều này cho nên là người ta lấy thuế cao đó các bạn Cho nên là bạn bực mình Bạn nói là qua Nhiều bạn nói qua Đức đóng thuế quá trời quá đất Lương 3 ngàn Còn hai ngàn Nhà nước quất hết 1 phần 3 của tôi Tức quá luôn á như Việt Nam cũng lấy thuế nha, bạn không thấy thôi. <laughs> Việt Nam cũng lấy thuế đó. <laughs> bạn đi làm con nhân viên chức mà bạn lương 4 50 triệu thôi, nhà nước lấy thuế đó. Bạn đừng tưởng là không lấy đâu nha, bạn cứ nói tại vì bạn làm lương thấp quá, lương có 5 6 ngàn là bạn thấy là không có lấy thuế nha. Bạn làm lương cao rồi. Chính phủ mình lấy đó, chính phủ mình cũng có uh, luật thuế thu nhập rồi đó nha. Uh, bạn không biết đâu, mấy người lương cao họ không nói thôi. Bạn đừng nghĩ như vậy ha, nó sai lầm á. Rồi mình nói cái là chính vì cái điều đó mà người việt mình không về các bạn qua tới đây không về ngu gì tôi về tôi về rủi tôi xảy ra cái gì ai nuôi con tôi đó còn ở bên đức không sợ chuyện đó rất là an tâm và ở bên đức ví dụ bạn thu nhập không đủ để nuôi con bạn ăn học chính phủ đức sẽ nuôi các bạn chính phủ đức sẽ nuôi hết toàn bộ cái việc ăn học đó và mình cũng nói với các bạn là từ lúc con bạn vào nhà trẻ cho đến lúc con bạn học xong tốt nghiệp đại học không đóng một đồng tiền học phí nào ở trường hết các bạn ha. Không phải đóng một đồng nào cả. Đó. Chỉ đóng những chi phí phụ sinh hoạt thôi, sinh hoạt phí uh, cho cháu rồi uh, lớp đi ngoại khóa gì này nọ đó hoặc là học năng khiếu vậy thôi chứ còn mà tiền trường là hoàn toàn không có đóng các bạn ha. Không có đóng góp một khoản nào hết đó, đó. Uh, hiến pháp quy định nha, mình nói là hiến pháp mà quy định là chính phủ phải làm á. <laughs> Giờ Đức là không có chuyện học trò trong học các bạn. Không có chuyện học tới lớp 7 rồi các em bỏ ngang nha. Công an sẽ mò tới nhà. Nói với cha mẹ. Con anh chị nè, trốn học nè. Tôi sẽ phạt anh chị đó, liệu thằng hồn. Bảo nó đi học đi. Nói các bạn. <laughs> nghĩa là rất là nghiêm nha các bạn. Về cái việc học hành ở Đức, đào, uh, giáo dục ở Đức. Người ta rất là nghiêm nha. Con cái phải đi học. Và cha mẹ có nghĩa vụ. Nghĩa vụ nha, mà nó nghĩa vụ nha. Phải theo dõi việc này. Đó nếu mà để con mà trốn học cha mẹ phải đóng tiền phạt nha các bạn <laughs> mình nói là an sinh xã hội nó tốt muốn nó tốt thì người dân cũng phải là hợp tác với chính phủ chứ không phải là anh nằm ngửa đó là chính phủ nuôi hết không có vụ đó nha bạn lười không có đâu nha không có vụ bạn lười bạn đòi ăn ăn sinh xã hội ăn sinh xã hội chính phủ nó là lấy thuế của cái người đi làm nuôi bạn thì bạn phải có trách nhiệm <laughs> nhưng phải bạn nằm nằm đó ăn chơi rồi bạn nói nuôi tôi không có vụ đó nha rồi bên nước đức nếu mà bạn thất nghiệp thì bạn có lương thất nghiệp mà lương thất nghiệp đó thấp chính phủ nuôi tiếp chính phủ sẽ bù lỗ để cho bạn đủ cái chi phí sinh hoạt đó ha còn nếu bạn không có lương thất nghiệp nữa thì xã hội ăn sinh xã hội sẽ nhảy vô nuôi bạn tiếp đó mình nói là à, bây giờ không phải mình ca ngợi nước đức không phải mình ca ngợi mình chỉ nói là cuộc sống ở đức nó là như vậy à, cuộc sống mỗi đất nước nó uh, có điều kiện khác nhau bây giờ mình nói vô trọng tâm nãy giờ mình nói chỉ nói uh, những vấn đề mà cái lợi thế à, uh, cái cái sung sướng này nói đi gián tác của người dân quê mình sung sướng khi mình ở đất vậy thôi bây giờ uh, mình trở lại cái chủ đề là bạn ấy nói là ở nhà thì người ta bán dĩ hè cũng có tiền tỷ mua đất sài gòn các bạn đúng rồi, ở nhà mình uh, bây giờ mình nói là phát triển nhiều cơ hội lắm các bạn ở việt nam mình bây giờ nhiều cơ hội cũng tiền nông dân nồi vẫn có tiền ha nông dân nồi tiền tỷ vẫn có ha các bạn ha chứ thời mình nông dân nồi <laughs> kiếm tiền tỷ lòi con mắt không ra cả đời mơ thôi ha nghĩa là theo cái quan điểm của mình, bạn phát triển ở đâu tốt thì bạn cứ ở đó. Việt Nam mình bây giờ cơ hội rất là rộng mở, mở rất là nhiều, uh, cho nên là uh, bạn phát triển được ở Việt Nam, bạn cứ phát triển rất là tốt. Ha. Uh, bạn học ở Việt Nam, bạn đi làm ở Việt Nam, bạn phát triển ở Việt Nam, bạn mở công ty Việt Nam, bạn kinh doanh tốt, bán dĩ hè người ta còn còn mua được tiền, còn có tiền tỷ mua đất cơ mà tại sao bạn không không làm được? Nhưng mà có một điều, có một điều mà mình thấy rằng nếu bạn có điều kiện thì bạn nên ra nước ngoài uh, học tập và làm việc uh, rồi sau đó bạn sẽ quyết định là uh, cơ hội ở đâu <laughs> cơ hội cho ai <laughs> có những điều mình phải ra nước ngoài các bạn nếu mình không ra nước ngoài nước mình sẽ eo uột. giống như là triều tiên đó. đóng cửa với thế giới phát triển không được người dân nghèo lắm các bạn chỉ lo phát triển vũ khí thôi à, người dân thì nghèo uh, đói kém ha uh, nước mình đã ký những hiệp định thương mại với nhiều với toàn thế giới nè, nào FTA rồi hiệp định thương mại tự do Âu Châu nè, rồi hiệp định thương mại với khối Asean nè, với Trung Quốc nè, với Nhật Bản, với Hàn Quốc nè, rồi những hiệp định CTTP xuyên Thái Bình Dương nè, tất cả những hiệp định đó mở nó mở ra để mình giao thương, mình buôn bán hàng hóa của mình xuất khẩu bây giờ bạn thấy là nông dân xuất khẩu sầu riêng bây giờ lên tới là 200 ngàn một ký mua tại vườn các bạn Đấy. Tức là những hiệp định Đã mở ra cho nước mình để giao thương với quốc tế Nếu mình không ra nước ngoài học hỏi Nước mình sẽ thua thiệt Thua rất nặng các bạn Người ta chỉ bán cho mình thôi Người ta không nhập của mình Hoặc là người ta nhập của mình, người ta ép giá, người ta làm đủ kiểu Bây giờ người ta biết luật quốc tế, mình không biết Vì mình không có ra nước ngoài mình học Mình không biết luật quốc tế các bạn Bây giờ mình nói đơn đơn cử Cái chuyện đau đớn nhất mà mình bực mình nhất là tiến sĩ Nguyễn Văn Cua bao nhiêu năm lăn lộn để làm ra được cái gạo ST25 nhưng mà vì thiếu hiểu biết không đăng ký bản quyền tại Mỹ cho nên đó, đã bị người ta bị người ở Mỹ đó các bạn người ta đăng ký bản quyền gạo ST25 tại Mỹ Việt Nam mình muốn bán cái gạo này vô Mỹ phải trả cái tiền bản quyền đó họ phải đồng ý là đây là tôi bản quyền ST25 là bản quyền của tôi ha anh muốn bán vào Mỹ anh phải trả tiền bản quyền cho tôi anh mới được bán còn tôi không đồng ý anh không trả tiền tôi báo với chính phủ anh vi phạm luận bản quyền bản quyền đó tôi đã đăng ký rồi anh vi phạm luật thì chính phủ Mỹ sẽ phạt anh và tôi không cho bán anh thua Các bạn các bạn thấy không Mì mình không du học mình không ra nước ngoài mình không hiểu luật quốc tế người ta ép mình các bạn người ta o cái ép mình người ta ăn trên xương máu mồ hôi nước mắt của mình các bạn thời sự nói mà mình nghe mình đau đớn các bạn bởi vì mình thiếu hiểu biết rồi nè bạn biết nước mắm phú quốc của mình mày nước mắm phú quốc của mình là nổi tiếng người thái lan đăng ký thương hiệu nước mắm phú quốc các bạn việt nam mình bán phải trả tiền bản quyền cho người thái lan họ có làm đâu họ không làm nước mắm phú quốc nhưng mà họ biết luật quốc tế Họ dựa trên luật quốc tế, họ ăn trên mồ hôi nước mắt của người ngư phủ của mình, các bạn. Ăn trên nông dân của mình, tiến sĩ của mình, đổ bao nhiêu mồ hôi nước mắt, suy nghĩ, nghiên cứu mày mò ra ST25 được rồi nổi tiếng là gạo ngon nhất thế giới năm 2020 hay 21 gì đó. Mà họ đăng ký bản quyền thôi. Họ lấy biết bao nhiêu tiền các bạn. Tỷ tỷ luôn á. Các bạn thấy mình đau đớn không? Vì mình không có học, mình không ra nước ngoài mình ra nước ngoài mình mới biết luật quốc tế các bạn nó chơi quốc tế người ta đồng ý như vậy mà do anh thôi anh. tôi đâu cấm anh đăng ký bản quyền đúng không tôi không có cấm anh phải biết luật anh phải biết đăng ký bản quyền khi anh ra một cái sản phẩm gì mới anh đăng ký bản quyền ngay đi thì tôi đâu có cấm đâu thì người ta đâu có cướp bản quyền của anh được hãy mà nước, nước ngoài á, có nhiều người họ ngó các bạn họ nhìn họ chỉ ngồi họ ngó thôi họ nhìn nghiêng ngóng này nè có sản phẩm gì mới À, anh có sản phẩm mới không bán được phải không tôi ra tôi ra chính phủ mỹ tôi đăng ký bản quyền à tôi lấy cái tên thương hiệu cái, cái cái sản phẩm của anh tôi đăng ký bản quyền vậy thôi ai biểu anh không biết anh muốn bán trước khi anh muốn bán anh đăng ký bản quyền đi khi anh làm ra sản phẩm đó anh đăng đăng ký bản quyền đi đâu nước mỹ đâu có cấm đâu không có cấm anh không biết anh ráng anh chịu thôi các bạn thấy mình thua thiệt không mình không ra nước ngoài mình không du học mình đâu có biết cái quốc tế nó giao thương như thế nào nó làm việc như thế nào mình cứ cấm đầu cấm cổ mình làm rốt cuộc khi mình làm ra sản phẩm bán không được hoặc bán phải trả cái lợi nhuận của mình cho nó nó có làm gì đâu bạn nó không có làm gì hết đó các bạn thấy không mình đau đớn không mình không học nước ngoài là mình khổ vậy đó các bạn cho nên mình ở nước ngoài mình mới nhìn về khi mình ra nước ngoài mình nhìn về Việt Nam mình thì mình mới kêu gọi các bạn nếu có điều kiện nếu có khả năng hãy ra học đi đi làm đi rồi bạn sẽ học được những cái điều đó thì bạn sẽ về đang bảo vệ đất nước của mình, các bạn bảo vệ được. Bây giờ mình nói nha, nước mình đã nhập khẩu những chiếc tàu ngầm, các bạn mua những thằng chiếc tàu ngầm của Liên Xô. Nước mình đâu có tàu ngầm đâu, các bạn. Bây giờ muốn vận hành được chiếc tàu ngầm đó, thì quân đội mình phải gửi các sĩ quan đi học, các bạn ra nước ngoài học chứ Việt Nam mình có đâu mà dạy các bạn? Thì Ấn Độ đã giúp mình để mà vận uh, hành những chiếc tàu ngầm đó, các bạn. Đó, các bạn thấy mình bây giờ thế giới là thế giới mở, thế giới 4.0 rồi, mình ký biết bao nhiêu hiệp định rồi. An ninh quốc phòng kinh tế nếu mình không giao lưu với nước ngoài á thì mình sẽ bị thua thiệt các bạn, mình sẽ bị o ép, mình bị đủ thứ hết á. Chính phủ mình nhìn thấy điều đó cho nên chính phủ mình rất là khuyến khích người Việt mình hãy ra nước ngoài du học, học tập tạo hết mọi điều kiện, học bổng rồi có hết các bạn. Chính phủ mình vẫn có những học bổng cho uh, đi tu nghiệp nước ngoài nha rồi học bổng các nước ngoài chính phủ mình tìm những học bổng nghĩa là mình giao thương với nước ngoài người ta mới cho mình học bổng giống như bây giờ nước đức mở cửa cho người việt nam qua du học nghề các bạn ngày xưa nước đức cấm không cho mình học nghề chỉ cho mình học đại học thôi các bạn học đại học các bạn phải trả tiền rồi bây giờ nước đức là ok cho bạn qua học như một người đức học nghề đi rồi học xong bạn thích ở lại đức bạn làm cho tôi bạn ở lại bạn không thích bạn cứ về việt nam tôi đào tạo cho rồi đó tôi cho anh học bổng học tôi đại thọ hết cái việc học của anh anh cứ về việt nam anh làm làm tốt cho đất nước việt anh nước đức tôi cũng vui nước đức tôi cũng đồng ý luôn thì các bạn thấy nước đức mở như vậy nếu bạn không du học nghề thì nước khác người ta đi thôi thì nước nước họ được hưởng thôi nước mình có được hưởng gì đâu mình nói là thôi tôi ở nhà tôi bán cháo <laughs> tôi lấy tiền tỷ tôi mua đất ở gì sài gòn được rồi tôi ra nước ngoài làm gì thì nếu mình chỉ nghĩ là mình ở trong nước mình phát triển thì bạn có cơ hội bạn vẫn phát triển mỹ bị, bị gì bạn phát triển đất nước mình giàu người dân giàu thì nước mình nó cũng mạnh mà nhưng mà có những điều có những điều mà nếu mình không ra nước ngoài mình học thì như mình kể đó mình bị người ta chèn mình bị người ta ép nó đau đớn lắm các bạn rồi mình nói với các bạn nghe nè nước mình đã phóng vệ tinh vinasat các bạn biết không bị không biết các bạn có theo dõi không nếu mình theo dõi mình thấy mình quê độ nước mình quê độ á khi một vệ tinh lên không gian bạn phải mua chỗ trên không gian các bạn đó. lẽ ra cái chỗ đó về luật quốc tế nha đất nước mình thì những gì nó liên quan từ dưới đất mặt đất mặt biển lên tới trên bầu trời chẳng hạn máy bay nào bay ngang việt nam đều phải trả tiền cho mình các bạn các bạn ngồi đó các bạn không biết đâu một chiếc máy bay bay ngang không phận việt nam phải trả tiền cho việt nam bởi vì việt nam là phải điều khiển không lưu phải theo dõi đường bay của nó bảo đảm an toàn cho nó nên phải trả cái tiền đó, đó là luật quốc tế. Nếu mình không biết, người ta bay ngang người ta không trả tiền các bạn. <laughs> mình mất tiền nha, mình mất tiền á hồi đó là khi mà nước mình giải phóng á thì mình không đủ điều kiện để mình mình quản lý cái vùng trời á cho nên giao cái vùng trời của mình cho Thái Lan các bạn. Cứ bay ngang Việt Nam, Thái Lan lại thu tiền. Mình không có đồng nào đó các bạn. Đó các bạn thấy không? Mình không giao lưu với quốc tế, mình thiệt thòi cái chỗ đó, đó các bạn. Sau này á nước mình á, mới là liên xô mới viện trợ cho những cái máy móc để mình <laughs> điều khiển được không lưu đó các bạn đấy thì mình mới lấy lại cái vùng trời của mình cho nên là từ đó trở đi á ba ngàn tôi đưa tiền đây ba ngàn tôi đưa tiền đây mà ba ngàn mà bạn biết là một ngày á mấy trăm chuyến bay ba ngàn việt nam các bạn mình chỉ ngồi anh thu tiền thôi mình ngồi quản lý nó mà đúng không ví dụ nó gặp trục trặc gì nó bảo tôi tôi gặp trục trặc rồi làm ơn là cho tôi hạ cánh xuống tân sơn nhất đặng tôi sửa chữa là mình cho hạ cánh thôi máy bay mình cũng vậy máy bay mình bây giờ bay qua âu châu nha đi ngang nước nào phải trả tiền nước đó các bạn đó và phải trả tiền là quản lý không lưu đấy các bạn thì bây giờ nếu mà anh không ra nước ngoài anh không học quản lý không không lưu á thì người ta không cho anh phải ra nước ngoài anh học anh phải có bằng quốc tế quốc tế nó mới công nhận là anh đủ trình độ quản lý không lưu để cho máy bay nó bay an toàn qua đất nước anh thì tôi mới cho anh lấy cái tiền đó anh không đủ trình độ anh không được học anh chỉ buôn bán ở việt nam thôi anh đâu có ra ngoài anh học được những kiến thức này đâu mà anh quản lý được chiếc máy bay nó bay mấy trăm người trên đó cho nên là uh, tôi không cho mà thái lan nó học nó học thì tôi cho đó các bạn thấy không khi mà mình ra nước ngoài nó, nó nói thiệt các bạn á mình mở mang rất nhiều kiến thức rất nhiều cái sự trải nghiệm mà ở trong nước mình không có được các bạn mình coi tivi mình chỉ coi giống như là bạn mà đi du lịch á bạn đi du lịch bạn chỉ đi ngang sơ qua thôi chứ bạn nó biết người dân nó sống như thế nào đâu đúng không bạn ra dùng biển là thấy cá thấy tôm nhưng bạn đâu biết cái khổ cực của cái người ngư phủ khi họ phải ra biển khơi đối mặt với sóng gió rồi ăn uống thì vỗ vã mà sống nhồi lên nhồi xuống cả ngày ờ, nước biển thì mặn đó, nước ngọt thì tắm đâu có được uh, như bạn thoải mái đâu mình đâu có trải nghiệm cái đó các bạn mình du lịch mà mình đi ngang thôi mà còn mình ra nước ngoài mình trải nghiệm tất cả học tập nè sinh sống nè làm việc nè văn hóa nè tất cả những gì mà cái con người ở nước đức mình nói như nước đức nha họ sống như thế nào họ suy nghĩ thế nào mình biết hết các bạn mình trải nghiệm mình làm việc với họ mình biết cái không khí làm việc của họ như thế nào mình biết cái nền kinh tế của họ nó như thế nào mình biết hết thì như vậy sau này mình đem những kiến thức đó về mình giúp nước mình nó rất là tốt các bạn tốt tốt rất hàng ngàn hàng hàng dạng lần khi mà mình không có được đi ra nước ngoài mình giao lưu các bạn các bạn thấy không bây giờ mình ngồi mà đếm máy bay ngày nào mình cũng đếm mình đếm, đếm cái tiền có vô tiền có vô nó bay hoài nó đâu có không bay được đâu các bạn thấy không rồi gạo mình xuất khẩu á dường như là mình đã kiện mình lấy lại được cái bản quyền của SC25 rồi xã bạn mình không rõ cái vụ này bạn nào biết comment cho mình biết giùm mình nha. Nếu bây giờ lấy lại được là mình vui lắm á. À, chứ còn nó ăn nó ăn trên đầu trên cổ mình nó nói theo tiếng Việt mình nó ăn trên đầu trên cổ mình các bạn nó không làm nó ăn nó tức lắm á. Thì tại vì mình thôi, do mình thôi. Tôi đâu cấm anh đăng cái bản quyền đúng không? Đó, giờ mình không hiểu biết thì mình phải ra nước ngoài, mình mới biết, biết lũ tế mình biết nó chơi kiểu gì các bạn, nó chơi kiểu gì thì mình mới là Ừ uh, chiến đấu với nó mới bật lại đứa nó, nói theo người bắt là bật lại nó được ha. Chứ còn mình không biết luật của nó mình chơi với nó không được các bạn. đã ra nước ngoài thì phải là biết luật quốc tế chơi với nó mới được ha. Mà muốn như vậy mình phải là quốc tế mình học các bạn. Nó đem nó đâu có đem vô Việt Nam nó dạy đâu, nó không đem vô các bạn. Đấy. Nó khôn lắm chứ. Anh qua tôi học anh đóng tiền cho tôi nghe. Đấy. Tôi không có uh, dạy ở trường ở đất nước Anh đâu à. Đó, nó 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 vậy chẳng hạn bây giờ. Phi công nha, Việt Nam mình chưa có trường đào tạo phi công các bạn phi công phải qua Mỹ, qua Mỹ học hoặc qua Âu Châu học các bạn đóng một năm mấy chục ngàn luôn các bạn đó nó đâu có mở trường ở trường mình đâu mở ở trường nó ế à tất cả phi công phải qua Mỹ học hết các bạn nó khổ vậy đó, đó. Mỹ thu tiền mà bạn thấy không nó giàu nó cứ giàu 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 thêm tại họ khôn tại có học họ họ có những cái lợi thế mà nếu mình mà không ra mình giao tiếp á, mình không biết những cái lợi thế đó mà lợi thế đó họ bắt chẹt mình được các bạn bắt chẹt mình được đó mình làm bao nhiêu cực khổ rốt cuộc họ chẹt mình cái họ lấy cái cục, cái cột cái cột tiền đó mình làm rất là lâu mới được đấy các bạn. Cho nên là mình nói với các bạn là mình giao thương với quốc tế các bạn mà có điều kiện ra thì các bạn học đi. Rồi các bạn thích thì ở nước ngoài, ở nước ngoài bạn làm, bạn kiếm tiền bạn gửi về dương năm cũng được. Năm vừa rồi á là 12 tỷ đô la giúp cho Việt Nam là cái thanh khoản ở các ngân hàng không bị áp lực về uh, ngoại tệ đấy các bạn, Nhưng mà bị áp lực đó là các ngân hàng uh, sẽ khó khăn trong việc mà uh, đời sống nè, uh, thị trường nè, uh, đầu tư nè rất là khó khăn nha các bạn. nhờ cái đồng tiền của người Việt mình gửi về uh, năm nào cũng là hơn 10 tỷ đô la các bạn, cái thanh khoản nó rất là lớn các bạn. tại vì uh, mình uh, không có ở cái vĩ mô mình chỉ ở là đời sống bình thường thôi cho mình mình chỉ nhìn là ừ thì tôi buôn bán như vậy tôi bán dĩ hè tôi cũng mua đất mua tiền tỷ vậy tại vì uh, tôi đâu có cần phải mà ra nước ngoài chỉ cho nó cực khổ uh, thì thật sự là ra nước ngoài có nhiều người ở việt nam nhìn thấy các bạn ra nước ngoài khổ quá đi nói là sao ra ngoài ở nhà nghe nói là uh, ra nước ngoài ở kiếm 50 triệu một tháng 80 triệu một tháng sao nó lại khổ trời <laughs> khổ chứ tại vì kiếm số tiền đó nhưng mà chi chi cũng số tiền khủng chứ đâu phải chi chi như kiểu việt nam nếu mà kiếm 80 triệu bên này nha 50 triệu bên này mà ăn xài như kiểu việt nam thì khỏe nhưng phải ăn xài kiểu bên này đi hớt tóc 20 đồng nếu các bạn kia mới ra mà hớt tóc nó gì đâu nó nó bảo là cắt ngang vậy thôi nó lấy mấy chục <laughs> còn bạn nói là cái cô này là nổi tiếng hớt tóc giỏi ra Cổ có sĩ sẽ sẽ mấy cái tính cho 120 euro, sợ lại làm sao không dám qua nữa, không dám ra hết nữa, ở nhà hết cho rồi đó các bạn. À, sống ở đầu Âu đó thì mình nói là các bạn ạ. À, nếu điều kiện bạn phát triển tốt ở đâu, bạn phát triển ở Việt Nam vẫn tốt, bạn giúp người Việt mình bạn tạo công an việc làm, bạn phát triển công ty Việt Nam. Ở Việt Nam có rất nhiều người giỏi nha các bạn. Rất giỏi mà làm những công ty giống như cái gì FPT Việt Nam là một thương hiệu mà người Việt đã xây dựng mà Uh, nổi tiếng nhất Đông Nam Á về công nghệ thông tin đó các bạn ha. ha. Về uh, uh, lưới mạng Vinaphone gì đó mà mình không rõ, mình nghe thời sự nói các bạn ha. Nhưng mà không phải ai, không phải ai cũng đều có điều kiện để phát triển tốt như vậy. Có nhiều người ra nước ngoài thì họ lại gặp cái cơ hội họ phát triển tốt hơn. Đó, thì mình mới nói với các bạn là nếu khả năng học của bạn được, cái đưa, cái cơ hội mà bạn có Uh, rồi cái, cái 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 ý chí cái ước muốn của bạn là ra nước ngoài học tập và làm việc để mà bạn có trải nghiệm uh, thì bạn cứ đi tại vì mình nói thật các bạn cái sự trải nghiệm là một cái cái vấn đề là vô giá không có một cái giá nào có thể đánh giá hoặc là đặt ra một cái giá là mấy ngàn oi mấy ngàn đô la mấy trăm ngàn đô la để mua cái trải nghiệm đó mà chúng ta phải thực sự là sống trong đó chúng ta phải trải qua đó thì mới biết được cái giá trị nó như thế nào chứ nó là cái một cái giá trị là vô hình không có một cái giá không có một cái nói là tiền tỷ không có thể lấy nói là một cái vật chất so sánh như là một miếng đất để so sánh với cái trải nghiệm của một người đã đi ra nước ngoài sinh sống và làm việc là học tập nó như thế nào rất là khó các bạn thì những cái trải nghiệm của bạn ở nước ngoài rất là tốt các bạn giống như là bây giờ mình để lại cái đường link của VTV4 cái cô Thanh Tâm này đã ở nước Đức học tập và bây giờ tất cả các công ty Đức mà muốn về Việt Nam đầu tư đều phải qua hỏi ý kiến của cô bởi vì cô là người biết tính cách của người Đức biết cái công ty Đức đó nó như thế nào biết tiểu sử biết cái cách nên là phương hướng làm ăn của họ biết những cái sản phẩm của họ cho nên là cô và cô biết cái Việt Nam cái điều kiện ở Việt Nam nào phù hợp nhất cho họ họ tin tưởng chỉ có mỗi cô thì họ về họ muốn đầu tư họ đều qua cô để cô là một người tư vấn cùng đồng hành với họ đi xuống cái địa điểm đó đi xuống tỉnh đó địa điểm đặt nhà máy đó cùng nhau là hoạch định kế hoạch là nếu đặt nhà máy ở đó phát triển được hay không đó phát triển tốt hay không tạo được bao nhiêu công an việc làm cho người Việt Nam mình nước mình thu được thuế rồi nước mình xuất khẩu được sản phẩm nước mình nâng cái vị thế của nước mình lên trên thị trường quốc tế thì người ta mới đầu tư nữa các bạn thì mình nói là nếu cô không ở Đức cô không năng lộn ở Đức cô không hiểu tiếng Đức không hiểu văn hóa Đức thì người Đức họ muốn đầu tư vào Việt Nam họ mù tịch thông tin họ không đầu tư các bạn họ tìm một nước khác họ tìm nước nào có cái nhân lực như cô có một người có cái hiểu biết như cô để họ an tâm họ đầu tư đó thì họ mới đầu tư đó như vậy đó các bạn cái lợi thế của bạn đi ra nước ngoài bạn học tập sinh sống làm việc và trải nghiệm nó có một cái lợi thế nhất định mà nếu ở Việt Nam mình không có được thì mình không phải là mình đề cao là À, ra nước ngoài mà mình chỉ nói rằng trong cuộc sống bây giờ thế giới nó đều mở nó là mặt phẳng ngày xưa mặt phẳng bây giờ nó là mặt mở nó là bốn chiều rồi nếu chúng ta đóng cửa chúng ta không giao lưu nếu chúng ta không học tập chúng ta không trải nghiệm thì chúng ta sẽ thua thiệt à, các nước khác người ta sẽ giành lớn giành lấy những cái lợi thế đó các bạn đó à, mà muốn như vậy thì chúng ta phải ra nước ngoài tại vì ở nước ngoài mới có những cái điều kiện đó còn ở trong nước mình thì điều kiện đó nó không có cho nên mà mình phải đi vậy thôi chứ giống như mình nói là uh, muốn lái máy bay phải qua Mỹ học thì thôi <laughs> Việt Nam chưa có trường đào tạo phi công lái máy bay thì đành đành chịu thôi bây giờ chẳng lẽ mình cứ thuê uh, phi công hoài các bạn thuê thì mình phải trả tiền cho người ta mình mất biết bao nhiêu tiền trong khi người Việt mình đâu có ngu đâu người Việt mình không thấy mà người Việt mình qua học lái ngon lành hết là lái mình lái máy bay chiến đấu ào ào Mỹ còn phải khâm phục mà nói gì lái máy bay dân sự các bạn ha cho nên là Ờ, mình nói các bạn á, thời cái, cái thời mình á, thời cấp mình á toàn là phải thuê phi công của uh, uh, liên xô không các bạn Đấy, phi công của mình là chỉ lái mấy bài chiến đấu không không có lái mấy bay dân dụng bởi vì mình, mình chưa có đào tạo đó bây giờ các bạn thấy Máy mấy dân dụng người Việt lái không à Đấy, mà người dễ mình học chậm quá học không kịp mình phải mình vẫn phải thuê phi công của nước ngoài bây giờ mình học ào ào đi mình ra nước ngoài mình học đi bây giờ mình nói thôi tôi ở nhà uh, tôi buôn bán tôi làm ăn tôi làm gì cũng được tôi mua đất uh, ở Sài Gòn tôi sợ không sống được rồi tôi đang nước ngoài chi tôi học phi công làm gì thì như vậy thì lấy đâu phi công người Việt lấy máy bay Việt các bạn toàn thuê là người nước ngoài không mà thua thiệt quá rồi hãy nói ngành hàng không Việt Nam nói Việt Nam Airlines nó ôi máy bay nó toàn là thuê phi công nước ngoài không không có thằng người, phi công Việt Nam gì hết trơn nước nó không hiểu luôn á bạn thấy không nó người ta chê mình vậy là người ta không đi hãng hàng không của mình là bạn thấy mình lỗ <laughs> mình lỗ nặng <laughs> thì mình nói là dù gì ra nước ngoài uh, du học nghề du học đại học hay là thạc sĩ hay là làm gì bạn có một sự trải nghiệm nó vẫn là có một cái lợi thế cho đất nước của mình đấy các bạn giao lưu rồi bây giờ giao lưu rồi nếu mà mình cứ đóng cửa <laughs> mình không nghĩ xa xôi hơn nữa chính phủ mình đã thấy những cái vấn đề này cho nên mới tích cực nào là mình vào WTO năm 2005 các bạn mình phải tích cực vào những cái là cuộc chơi lớn với thế giới thì mình mới được vị trí ngày hôm nay các bạn nếu những năm trước nước mình cứ như triều tiên cứ nghĩ là tự cung tự cấp là đủ rồi thì nước mình không phát triển được như ngày nay đâu các bạn cái đó là mình suy nghĩ riêng của mình còn các bạn à, có suy nghĩ gì thì chúng ta cứ đưa lên bởi vì mình nói rồi à, mọi người đều có mọi cái suy nghĩ riêng của mình chúng ta đều tôn trọng và trân quý hết những suy nghĩ của à, mọi người đó bây giờ mình nói các bạn nè trong cuộc sống mỗi người có vị trí của mình kể cả anh chị công nhân quét đường nếu mà không có những người đó ô nhiễm nó sẽ đầy lên rác rưới nó đầy đường á rồi bạn hít vô bạn bị bệnh nhất là cha mẹ bạn lớn tuổi bị ho bị bệnh vì không khí nó ô nhiễm thì các bạn thấy không cái quan trọng của người công nhân vệ sinh như thế nào chúng ta cứ nghĩ là bác sĩ kỹ sư mới là những người đáng uh, trân quý <laughs> chưa đủ các bạn Ai cũng đáng trân quý cả Kể cả những người nông dân lam lũ Những người mò cua bắt ốc cho các bạn được những món ăn ngon Tất cả chúng ta đều phải trân trọng Đều phải là tôn quý họ Bởi vì, vì cuộc sống của họ lam lũ Để cho chúng ta có cuộc sống sung sướng Lẽ là chúng ta là phải là uh, Làm cái gì đó Để họ bớt khổ đi Chúng ta lại không làm Chúng ta lại khinh miệt họ Thì chúng ta có tội Tội với ai Tội với đất nước các bạn đất nước đã sản sinh ra những con người phải có những con người như vậy thì đất nước mình mới phát triển được phải có những người quét rác quét đường sạch sẽ thì thứ nhất môi trường sống nó được bảo đảm thứ hai khách quốc tế người ta đến nước mình người ta du lịch người ta mới thấy hài lòng chứ người mà đến mà đất nước dơ bẩn rác rưởi uh, tùm lum không khí ô nhiễm ai thích đến nước mình nữa bạn thì <laughs> ngành du lịch thất thu nè công an việc làm không có nè đó Um, người ta nói là ngành du lịch ngành không khói mà một cái khách sạn mở ra là nhào bao nhiêu là ngân nhiên phục vụ nè rồi là thức ăn uh, bán được nè sản phẩm bán được nè rồi điện ra nước là cũng tiêu thụ nè ngành điện lại uh, có nguồn thu nè đó um, rồi thuế uh, ngành thuế cũng thu được thuế nè mình nói là những người mà chúng ta nghĩ là những cái nghề nghiệp không đòi hỏi bằng cấp những người đó uh, không đáng trân trọng mà nói cái điều đó không đúng ai đều có vị thế của mình đều có vị trí của mình hết và vị trí nào nó giống như là một cái logo những vị trí đó liên kết với nhau mới tạo nên bộ mặt của đất nước mới tạo nên là uh, một dân tộc một đất nước một uh, nền kinh tế một nền văn hóa các bạn uh, chúng ta đều trân trọng hết thì chúng ta mới đúng ý nghĩa là mình yêu nước mình các bạn bây giờ mình nói mình yêu nước mà mình uh, khinh thường mình bội bạc ngay với những con người cùng màu da máu thịt với mình cùng sống trong một đất nước của mình thì mình yêu chỗ nào các bạn chẳng lẽ mình yêu những người giàu à? những người giàu mình mới trân trọng họ mình mới là kính trọng họ còn những người nghèo công nhân quét rác hay là buôn bán dĩa hè chúng ta đều coi thường là không có đúng đó, các bạn không có đúng chút nào hết đó bây giờ bạn đói mà bạn <laughs> bạn đói quá rồi mà bạn thấy cái cô ngồi bán ở dưới hè mà cô, cô bán mấy chục năm nay cô bán ngon cô bán rẻ bạn thấy hả không có cô thì bạn chết đói liền sao đúng không mà cô bán mình nói thật bạn đó, mình về mình ăn dĩ hè không dĩ hè nó mới ngon bạn mình mình nói thật không bạn dĩ hè nó ngon nó rẻ nó bổ còn nó đương nhiên là nó không hợp vệ sinh lắm nhưng mà mình năm những nồi có đề kháng mình chơi hết quất hết á mình thích ăn dĩ hè lắm mình nói thật các bạn dĩ hè cô nào bán càng lâu năm thì mình nói thật các bạn đó, là cái món của cô là nó ngon ngon cho nên là người ta mới mua người ta mua cô mới bán được lâu năm đó, đó người là cô có bí quyết của cô đó nên mình thích ăn dĩ hè là như vậy đó các bạn thì cái chương trình mà tiếng ra 4.0 á là mình thấy chương trình nó rất là hay đó các bạn thôi thôi mình nói nhiều quá rồi mình nói bây giờ lố giờ lố gấp 2 giờ luôn rồi tạm biệt các bạn ha à, các bạn có ý kiến gì cứ đưa lên đi mình nói là uh, uh, cái gợi ý của bạn này rất là hay Một cái gợi ý mà mình thấy là uh, Rất là đáng quý cho các bạn Mà uh, chúng ta Mà chúng ta nếu Mình nhắc lại Nếu chúng ta có cái năng lực Và có điều kiện ra nước ngoài học tập Thì hãy nắm lấy thời cơ đó Nắm lấy cơ hội đó Đừng bỏ qua nha các bạn Nó rất là hữu ích nha các bạn chết tạm biệt các bạn Và yeah, đừng rời khỏi màn hình Chúng tôi sẽ quay lại ngay